Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng mọi người đã có một cuối tuần nhiều niềm vui để sạc lại năng lượng trước khi bắt đầu một tuần mới. ARK hay Ark là một trò chơi cực kỳ thú vị với nhiều sinh vật cổ đại, trong đó có khủng long. Tuy lấy cảm hứng từ thực tế nhưng nhà sản xuất game luôn có những biến tấu hay ho để khiến cho mỗi loài khủng long trở nên đặc biệt hơn và khiến các game thủ cảm thấy thích thú hơn. Và Spinosaurus, một cái tên đặc biệt trong đời thực, trong những nghiên cứu về khủng long thì khi vào game cũng vẫn đặc biệt không kém. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu xem Spinosaurus trong game và những thông tin về nó thực tế có gì giống và khác nhau nha. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Là một trong những con khủng long nổi tiếng nhất lịch sử, dễ hiểu vì sao Spinosaurus là nguồn cảm hứng để các nhà làm game Ark tạo ra phiên bản của riêng mình. Theo hồ sơ thì Spinosaurus là một trong những con khủng long ăn thịt lớn nhất trong game. Xét trên nhiều phương diện thì Spinosaurus là một con theropod đặc biệt. Ngoài hình độc đáo với cánh buồm trên lưng, khả năng di chuyển bằng 4 chân cũng như 2 chân, lối sống bán thủy sinh gắn liền với sông nước và kỹ năng bơi lội đỉnh nhất trong số các theropod. Chính những điểm đặc biệt này đã biến Spinosaurus thành một con khủng long đa năng, hầu hết cả trên cạn lẫn dưới nước. Trong khi các loài theropod khác trong game di chuyển bằng 2 chân, Spinosaurus trong game có thể chuyển đổi giữa 2 chân và 4 chân mượt mà, mỗi tư thế lại mang đến cho nó lợi thế riêng. Khi di chuyển bằng 2 chân, nó sẽ tấn công nhanh hơn và mạnh hơn, bù lại di chuyển chậm hơn. Còn khi đi bằng 4 chân thì chúng sẽ di chuyển nhanh hơn nhưng tấn công sẽ yếu đi. Còn ở trong nước thì không có nhiều sinh vật có khả năng đe dọa được Spinosaurus bởi nó có tốc độ bơi thuộc hàng nhanh nhất và thậm chí không tốn thể lực khi bơi. Nó còn vượt chướng ngại vật tốt, hơn nữa những động vật săn mồi nhỏ hơn không dám tấn công Spinosaurus mà chỉ đáp trả nó bị Spinosaurus tấn công trước. Điều này khiến Spinosaurus trở thành một vật cưới cực kỳ tiện lợi cho các game thủ trên mọi địa hình cũng như những khu vực nguy hiểm. Việc Spinosaurus là một loài khủng long ăn thịt bán thủy sinh cũng khá thú vị. Dù đáng sợ nhưng bạn có thể dễ dàng thoát khỏi Spinosaurus bằng cách chạy xa khỏi môi trường sống của nó, bởi Spinosaurus sẽ không thích đi quá xa vùng sông nước. Gặp đối thủ trên cạn mà không muốn đánh, Spinosaurus có thể chạy xuống nước. Gặp đối thủ dưới nước mà không muốn va, Spinosaurus có thể leo lên bờ. Ở trong nước thì con quái vật này sẽ được tăng sát thương, tăng khả năng hồi máu, tăng tốc độ và những buff này sẽ duy trì miễn là Spinosaurus còn chạm nước và vẫn kéo dài 30 giây sau khi rời khỏi nước. Nó cũng có khả năng săn cá cực kỳ lợi hại trong game, kể cả những con cá siêu to siêu khổng lồ như Megalodon hay Manta, giúp bạn thu được nhiều tài nguyên và thức ăn. Vậy Spinosaurus trong game giống và khác nhau như thế nào so với những gì chúng ta biết trong thực tế? Trước tiên cần phải biết rằng Spinosaurus trong game được xem là một loài độc lập so với các loài trong đời thực, với danh pháp hai phần là Spinosaurus aquariliga, có nghĩa là thần lằn gai thống trị dưới nước. Trong khi đó chính thức thì chỉ Spinosaurus chỉ có một loài đã được công nhận rộng rãi là Spinosaurus aegypticus và một loài vẫn đang nghi ngờ là Spinosaurus marocanus, với tên loài nhằm chỉ hai địa điểm tìm thấy hóa thạch là Ai Cập và Maroc. Ngoại hình chính là một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất về Spinosaurus bởi những mẫu vật của chi khủng long này có độ nguyên vẹn rất thấp và lẻ tẻ. Đáng buồn hơn là mẫu định danh của Spinosaurus, từ mẫu vật đầu tiên được dùng để mô tả và định danh chi khủng long này đã bị phá hủy hoàn toàn sau một trận công kích của quân đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Chính vì thế mà ngoại hình của Spinosaurus trong hình dung của các nhà cổ sinh vật học thay đổi khá nhiều theo thời gian, dựa trên các hóa thạch mới và các diễn giải mới. Spinosaurus xuất hiện trong Ark vào năm 2015, và trùng hợp thay trong khi hầu hết các diễn giải truyền thống tin rằng Spinosaurus là một theropod điển hình, với tư thế di chuyển bằng hai chân nhờ chi sau to lớn và mạnh mẽ, thì vào năm 2014, một nghiên cứu của tiến sĩ Nizar Ibrahim cùng các cộng sự dựa trên các hóa thạch mới khai quật đã đề xuất rằng Spinosaurus có chi sau ngắn và do đó buộc phải di chuyển bằng 4 chân. Spinosaurus trong game có lẽ đã dựa vào diễn giải đó nên có thể thấy chi sau của nó không lớn hơn quá nhiều so với chi trước và trông Spinosaurus của Ark giống như một con khủng long di chuyển bằng 4 chân thực thụ. Dù vậy thì những nghiên cứu sau đó phê phán rằng tỷ lệ chi sau so với chi trước này dựa trên mẫu vật từ các cá thể khác nhau và có thể không chính xác. Cho đến nay thì các nhà cổ sinh vật học vẫn nghiêng về giải thuyết Spinosaurus là loài di chuyển bằng hai chân là chính nhưng có thể khá chậm chạp do sức nặng cơ thể của nó, chi trước vẫn ngắn hơn đáng kể so với chi sau. Hình dạng của cánh buồm cũng là một sự khác biệt. Spinosaurus trước năm 2015 thường được phục dựng với cánh buồm có dạng tròn tròn như cánh buồm của Dimetrodon như trong game. Tuy nhiên vào năm 2015 thì một nghiên cứu đã đề xuất rằng cánh buồm của Spinosaurus có hình thang, tương tự như cánh buồm của cá buồm và cũng có công dụng tương tự về mặt thủy động học. Về phần đuôi thì một hóa thạch năm 2018 cho thấy đuôi của Spinosaurus có thể có dạng bẹt giống như mái chèo, cho thấy Spinosaurus đã thích ứng với việc bơi dưới nước giống như cá sấu thay vì giống với đuôi của các theropod khác. Về lối sống,
Trong khi Spinosaurus trong game mạnh mẽ ở dưới nước và tương đối hữu dụng trên cạn, Spinosaurus đời thực vẫn là chủ đề của những tranh cãi gay gắt. Đã có tới 2 nghiên cứu liên tiếp gần đây phủ nhận khả năng bơi lặn của Spinosaurus, nhấn mạnh là bơi lặn, tức khả năng hoạt động ở dưới mặt nước với độ sâu nhất định để săn mồi. Thay vào đó, họ cho rằng Spinosaurus là loài săn cá chuyên rình rập ở vùng nước nông. Khả năng hoạt động xa vùng nước của Spinosaurus cũng hạn chế do người ta cho rằng nó chậm chạp khi ở trên bờ với thân hình quá khổ, cùng chi sau yếu. Chưa kể sự cạnh tranh thì những theropod khổng lồ sống cùng thời như các Charodontosaurus. Và như một thông lệ trong game Ark, kích thước của Spinosaurus cũng bị phóng đại khá lớn so với thực tế, khi trong game nó dài đến 27m. Còn những ước tính dựa trên hóa thạch của Spinosaurus, tuy có nhiều kết quả khác nhau nhưng lớn nhất cũng chỉ là 18m. Với chiều dài này thì trong thực tế Spinosaurus là theropod dài nhất được biết tới. Dù cho gây nhiều tranh cãi thì Spinosaurus vẫn là một trong những con khủng long được yêu thích nhất. Những phiên bản phục dựng khác nhau của con khủng long này dù có thể không được khoa học đồng tình nhưng vẫn có thể được những thế hệ khán giả khác nhau yêu thích. Chẳng hạn như phiên bản cực kỳ bá đạo trong phim Jurassic Park phần 3, trong đó Spinosaurus có thể dễ dàng bẻ cổ một con T-Rex trẻ. Phiên bản trong game Ark cũng rất được các game thủ yêu thích, bất chấp những thay đổi của hiểu biết khoa học về Spinosaurus trong thực tế. Vẫn còn rất nhiều điều để nói về Spinosaurus. Mọi người có thể tham khảo thêm các video khác của kênh Mê Khủng Long TV về con khủng long này trong các đường dẫn bên dưới phần mô tả. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi các video mới của kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.